Thần linh là một khái niệm không quá mới, nhưng lại rất ít người hiểu rõ trong Naruto. Nếu anh em để ý một chút, bất kỳ nhẫn thuật nào liên quan đến một vị thần đều mang sức mạnh phi thường khó có thể cân đo đong đếm được. Mặc dù trong Naruto rất hiếm khi đề cập một cách rõ ràng đến các vị thần trong tôn giáo, thế nhưng hiếm khi thì không có nghĩa là không có. Vậy những thực thể thiêng liêng đó từ đầu đến giờ đã xuất hiện những ai? Ok, hôm nay xin mời anh em cùng với Eagle Tuna tìm hiểu về tất tần tật những vị thần đã từng xuất hiện trong thế giới ninja. Trước khi vào nội dung thì chúng ta sẽ điểm qua một vài nhẫn thuật được lấy cảm hứng từ các vị thần và Phật đã từng xuất hiện trong Naruto. Trước tiên, chúng ta cần thống nhất với nhau rằng Phật thì không phải là thần linh. Tuy nhiên, Phật giáo cũng mang hơi hướng tâm linh nên tớ vẫn sẽ liệt kê vào danh sách hôm nay. Đầu tiên phải nhắc đến đó chính là thuật mà tớ ấn tượng nhất, chính là Tôn Ngộ Không phiên bản linh thú triệu hồi của thầy ba Hiruzen. Chỉ cần thầy triệu hồi ra Hầu Tôn sẽ làm hết, còn anh Tam chỉ việc đứng sau chỉ đạo mà thôi. CEO mà. Chắc chắn ở đây, ai cũng từng xem qua Tây Du Ký rồi đúng không? Phần cuối của cuộc hành trình, khi bốn thầy trò đến đích và Tôn Ngộ Không đã trở thành một vị Phật. Như vậy, nghiễm nhiên có thể coi Tôn Ngộ Không cũng là một vị thần Phật được nhắc đến trong danh sách hôm nay. Tôn Ngộ Không còn được gọi là vua khỉ và thường được mô tả với ngoại hình rất giống với Emma. Ngoài ra, cái cách mà Emma có thể biến thành gậy như ý, có thể thu nhỏ và phóng to tùy ý, lại càng khẳng định hậu vương Emma của thầy ba chính là lấy cảm hứng từ Tề Thiên Đại Thánh. Còn một vị thần Phật khác đã xuất hiện trong những thuật vô song của cụ nhất, tượng Phật Như Lai Thiên Đã và phiên bản Shopee Lai Ngân Thiên Thủ Sát của Hỏa Chi Tự và Asuma. Chắc hẳn mọi người đều nhớ bức tượng nghìn tay siêu khủng của cụ trong trận chiến với Madara. Lúc Madara lấy Susanoo hoàn chỉnh, tạo thành lớp chiến giáp bao bọc cho Kurama, cụ nhất đã triệu hồi ra một cái tượng khiến Kurama nhìn không khác gì con chó con. Không cần nói quá nhiều khi những giả thánh nhân, vị thần ninja có thể tạo ra một bức tượng Phật nghìn mắt nghìn tay với kích thước khủng bố to gấp hàng chục lần một dãy núi như vậy. Còn về phần Asuma, mặc dù được coi là những thuật tất sát, đấm đối phương đến chết, không cho cơ hội áp sát người thi triển, cơ mà đến giờ thì có hai ông dùng được, thì toàn thấy hai người này lăn đùng ra chết, còn đối phương thì sống nhăn răng. Tất nhiên, nguồn cảm hứng cho cả hai những thuật bố đời này chính là đến từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, một vị Phật thần thông quảng đại và luôn ứng cứu chúng sinh, bởi ngài luôn nhìn thấy và nghe thấy những nỗi thống khổ trong nhân gian. Có lẽ cũng vì đó mà Như Lai Thiên Đã của cụ nhất lại có thể mạnh đến như vậy, đấm nát Susanoo và khiến bất kỳ vị thú nào cũng phải quy phục mình. Ngoài ra, ta còn có thể nhắc đến Hiền Nhân Thuật, được lấy cảm hứng từ sự giác ngộ trong nhà Phật. Đấy là còn chưa kể một vài vị thần vô danh khác, như vị thần chắp tay phía sau lưng của Naruto và Sasuke khi hai người này phong ấn Kaguya. Ngoài ra, hình ảnh hoặc cái tên của những vị thần ngoài đời còn được xuất hiện rải rác khắp từ thời của Naruto cho đến thời của phái gia chi tử Bô Con. Trong khi đó, một vài nhẫn thuật khác lại được lấy cảm hứng từ những thứ liên quan đến tôn giáo. Đặc biệt có thể kể đến chính là con mắt trái của Isshiki. Khả năng cao được tác giả lấy cảm hứng từ hình ảnh của bánh xe luân pháp trong đạo Phật. Cho anh em nào không biết thì bánh xe luân pháp có nhiều phiên bản, 12 cánh tượng trưng cho 12 nhân duyên, còn 8 cánh như của Isshiki là tượng trưng cho bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ngoài ra, nó còn là 8 con đường đưa con người đến chỗ giác ngộ giải thoát. Điều này khá là phù hợp với thân phận của một kẻ sánh ngang thần như Isshiki, dù hắn ta là một kẻ độc ác và muốn hủy diệt loài người. Luyên thuyên thế là đủ rồi, mở màn cho danh sách hôm nay là một ác thần cực kỳ nổi tiếng, kẻ mang lại sức mạnh zombie cho cái loa phát thanh biết đi hay chửi bậy nhất Akatsuki. Đúng vậy, vị thần mà tớ muốn nói đến ở đây chính là Yasin. Bản thân Yasin là một cái tên cực kỳ mờ ám và có rất ít thông tin về hắn ta. Chỉ biết rằng hắn là một vị thần chiến tranh khát máu, đồng thời cực kỳ thiện chiến. Yasin có một giáo phái riêng, cụ thể là cho tới tận nay, hai tín đồ trung thành, một là Hidan, hai là Ryuki. Cả hai môn đồ của hắn ta đều nói rằng được đích thân Yasin ban cho bộ skill cực kỳ bá cháy, nhưng mà là cháy cầu chì. Thằng nào thằng nấy tung hoành ngang dọc, cứ đụng ninja làng lá là bị vả cho không chừa phát nào. Hidan thì bị Shikamaru chôn sống trước cả đại chiến ninja lượt thứ tư. Trong khi đó, Ryuki hiện tại khả năng cao cũng đang bóc lịch dài dài. Không biết Yasin còn ai thờ cúng hay không, chứ môn đồ thế này thì đi đâu để hết nhục đấy. Mặc dù có nhiều người cho rằng Yasin thực chất là một tộc nhân Otsutsuki đã lạc xuống trái đất nhiều năm về trước,
Trong khi đó, một số khác lại khẳng định rằng Yasin không hề tồn tại, hắn chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của Hidan tạo ra. Họ cho rằng năng lực của Hidan thực chất chỉ là sản phẩm thử nghiệm nghiên cứu khoa học mà thôi. Bởi dù sao, khoa học không phải là cái gì đó quá bất thường trong thế giới Naruto. Nhưng liệu đó có phải là khoa học hay thực sự là có một vị thần khát máu ngoài kia đang chờ các tín đồ như Hidan hiến tế con người để hắn ta ăn thịt? Tất cả suy cho cùng vẫn chỉ là một ẩn số mà thôi. Kể đến, một vị thần khác xuất hiện từ rất sớm trong Naruto. Có thể nói vị thần này là vị thần đầu tiên xuất hiện thông qua đệ nhất phong ấn chi thuật, thi quỷ phong tận. Về cơ bản, cấm thuật này triệu hồi ra một thực thể khổng lồ, có hình dáng giống hệt như một tử thần phía sau của người thi triển. Thực thể này xấu đau xấu đớn, gầy gò và trông như là một con nghiện lâu năm. Nhưng không quá khó để nhận ra, đó chính là Shinigami, một thần chết đưa linh hồn của những kẻ xấu số sang thế giới bên kia. Shinigami sở hữu quyền năng vô cùng mạnh mẽ. Ông ta kết nối linh hồn người thi triển thông qua một cánh tay trái được bao bọc bởi một chàng hạt. Sau một khoảng thời gian ngắn, ấn chú bắt đầu xuất hiện trên cánh tay trái của thần chết. Một khi linh hồn của kẻ khác bị bàn tay của thần chết thao túng, gần như không thể nào thoát ra được. Và chỉ trong thoáng chốc, linh hồn của kẻ đó sẽ bị nuốt vào bụng của tử thần. Orochimaru hay thậm chí là Kurama còn bị hấp cho nhiều người, thì gần như hiếm có ninja nào có thể từ chối được vị thần này. Một khi linh hồn đã bị ăn mất, thì cho dù là Eru Tensei cũng không thể nào gọi được linh hồn đó trở về dương gian. Có thể nói, đây được xem là một vị thần gắn liền với gia tộc Uzumaki. Điều này giải thích về việc tộc nhân Uzumaki có tuổi thọ cũng như là độ bền một cách phi thường. Có lẽ là do tuổi thọ của họ luôn gắn liền với vị thần cai quản vùng đất chết, vì họ là những người duy nhất biết về nghi lễ triệu hồi này dù đã qua hàng trăm năm. Hoặc cũng có thể họ đã vô tình triệu hồi thần chết vào thế giới khi họ thực hành các nghi lễ triệu hồi khác của mình. Những bản khế ước được lập ra, cái giá phải trả cho vị thần này xuất hiện chính là mạng của người thi triển và kẻ thù của bọn họ. Từ đó mà thi quỷ phong tận ra đời. Tiếp đến là một vị thần cai quản địa ngục, vị vua tối cao của chốn âm ti, đứng giữa sự sống và cái chết. Đặc biệt, vị thần này có thể được triệu hồi bởi Rinnegan. Ta có thể tạm gọi đây là Diêm Vương phiên bản pha ke cũng được. Vị thần này nắm quyền sinh sát đối với mọi sinh linh, có thể lấy mạng sống của đối thủ mà không cần tốn sức. Diêm Vương một khi đã xuất hiện thì chỉ có người triệu hồi và nạn nhân mới có thể nhìn thấy được chân diện thực sự của ngài mà thôi. Ban đầu, địa ngục đạo sẽ bóp cổ kẻ thù. Cùng lúc này, vua địa ngục cũng sẽ xuất hiện và bắt đầu nắm lấy lưỡi của nạn nhân. Ben sẽ đặt ra những câu hỏi, nếu trả lời không trung thực, cái lưỡi sẽ bị kéo ra cho đến khi đứt lìa khỏi cơ thể. Lúc này, mạng sống của nạn nhân cũng gần như chấm hết. Chiêu thức này nhìn khá giống với ảo thuật, nhưng mức nghiêm trọng thì nặng hơn rất là nhiều. Chắc chắn, đây là một hình thức tra tấn nạn nhân giống hệt với những gì được miêu tả ở bên dưới địa ngục trong Phật giáo vậy. Cũng giống như trong truyền thuyết, Diêm Vương có sổ sinh tử cai quản sống chết giữa trời đất. Bên cạnh việc lấy đi mạng sống của người khác, thì địa ngục đạo còn có khả năng hồi sinh nguyên trạng cho những đạo khác nếu chẳng may bại trận trước kẻ thù. Có lẽ Diêm Vương mới là vị thần tối cao của thế giới bên kia, trong khi thần chết Shinigami chỉ là một trong những người hầu của ngài mà thôi. Hoặc cũng có thể họ đang tranh quyền thống trị ở thế giới bên kia như mấy bộ phim cung đấu chinh chon chẳng hạn. Vị trí thứ tư khá chắc kèo là thuộc về một vị thần đã sinh ra nhẫn giới, bố già lục đạo. Mặc dù không mấy thông tin về lục đạo hiền nhân, nhưng ông được thiên hạ công nhận là người mạnh nhất trong lịch sử, chỉ kém sau công chúa Kaguya, tức là mẹ của ông. Chính lục đạo tiên nhân là người đã cùng với em trai của mình đánh bại rồi phong ấn thập vĩ. Từ đó trở đi, Hagoromo dần được tôn thờ như một vị thần sau khi ông ấy trở thành Jinchuriki đầu tiên trên thế giới. Lục đạo tiên nhân là người đầu tiên tự mình giác ngộ ra chân lý của chakra. Từ đó có thể coi ông chính là người đã có công xây dựng nên một nhẫn giới hùng mạnh như ngày nay. Là con trai của Kaguya, Hagoromo sinh ra đã được ban cho sức mạnh vô song và lượng chakra dồi dào mà đời sau khó thể nào đạt được. Ông có năng khiếu thiên bẩm có thể điều khiển chakra một cách chính xác, dù trước đó chưa hề luyện tập. Ông dư sức thi triển thuật mà không cần kết ấn, và đặc biệt là linh hoạt trong cách sử dụng chakra. Hagoromo còn có thể sử dụng chakra như một liệu pháp để chữa lành hầu hết bách bệnh. Thật đáng tiếc rằng sau khi ông qua đời, thì lòng tham của con người đã biến nhẫn tông trở thành các nhẫn thuật phục vụ cho chiến tranh giết chóc như ngày nay. Xứng với danh hiệu một vị thần, lục đạo tiên nhân với Rinnegan đã trở thành người đầu tiên lĩnh hội cả ngũ hành thuộc tính, âm dương độn lẫn tam đại đồng thuật hùng mạnh nhất. Chỉ tiếc rằng đến thời thằng cháu bồ con thì danh xưng lục đạo cũng dần chìm vào quên lãng. Vị trí cuối cùng đó chính là thực thể tối cao nhất, vị thần đứng đầu gia tộc Otsutsuki. Lần đầu vị thánh nhân của tộc Otsutsuki được đề cập đến là ở cuối chap 55,
Khi Isiki bắt đầu nói lời chăn chối, hắn ta đã giao phó những thứ còn lại của mình cho God, để thằng đệ có thể tiếp tục tiến hóa và trở thành vị thần duy nhất trong vũ trụ này. Hình ảnh cuối được Isiki tiết lộ là một thực thể được cho là đẳng cấp toàn năng và được bao quanh bởi rất nhiều Yogan. Và trong cháp mới gần đây, chùm cuối có vẻ đã được tiết lộ thân phận, không ai khác đó chính là Shibai. Theo như Isiki cho hay, gia tộc Otsutsuki trong lịch sử đã phá hủy rất nhiều hành tinh. Đó không chỉ là yếu tố sinh tồn, mà còn là sự tiến hóa gia tăng sức mạnh lên mức độ của một vị thần. Và Shibai chính là người đã đạt đến giới hạn đó. Theo lời của Sugar Daddy Amado, sức mạnh của Shibai được gọi là thần thuật, Shinjutsu. Tất nhiên, sức mạnh này hoàn toàn khác với nhẫn thuật, Ninjutsu, hay là tiên thuật, Senjutsu. Thần thuật cho phép Shibai những năng lực mà chỉ một vị thần mới có thể đạt được. Vung tay một cái thì bão nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng gầm giận dữ tạo ra cả trận sấm sét cuồng phong. Có thể nói, đây chính là hình mẫu của một vị thần lý tưởng trong nhẫn giới. Kẻ đứng trên nhìn xuống tất cả. Nếu hắn ta trở thành phản diện, thì mong rằng nhẫn giới vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời, chứ không phải là cơ hội xóa mất server nha. Bên cạnh những vị thần đã được điểm mặt kể tên ở trên, vẫn còn đó là những vị thần khác xuất hiện như nguồn cảm hứng tạo ra nhãn thuật Sharingan của nhà Uchiha. Nếu sức mạnh của tộc Uzumaki và Senju được truyền cảm hứng từ những nhân vật đến từ Phật giáo, thì có thể nói sức mạnh đồng thuật của nhà Uchiha được lấy cảm hứng chủ đề xoay quanh thần đạo. Điều này được thể hiện khá rõ ràng thông qua những cái tên nhẫn thuật của Uchiha: thần khởi nguyên Kotoa Matsukami, Izanagi và Izanami, Tsukuyomi, Kakutsuchi hay là Amaterasu, vân vân và mây mây. Nói chung, tất cả đều là những vị thần mạnh mẽ đầy quyền năng. Tất nhiên, những nhãn thuật được đặt theo tên của họ cũng bá đạo không hề kém cạnh gì. Trên đây là toàn bộ những vị thần đã xuất hiện trong Naruto và Boruto. Nếu còn thiếu cái tên nào, anh em đừng ngần ngại comment phía bên dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Lion Anime và Eagle Tuna. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.